Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Trong những video trước thì mình thấy có rất là nhiều anh em tò mò về những cái đèn decor để trên cái bàn của mình, đặc biệt là cái đèn mà có chạy chữ này, chạy hình này và chạy text vân vân và mây mây. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những chiếc đèn decor mà mình đã để trong những video hôm trước nhé. Đó là chiếc đèn Divum Piso Max cũng như là đèn Divum Palanet 9 mình đang có ở đây. Đây là hai cái sản phẩm mà mình thấy rằng là cực kỳ thú vị và mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và khi mà nhắc đến thương hiệu Divum ấy thì các bạn đã biết rồi, thương hiệu Divum là một thương hiệu đến từ Hồng Kông với cực kỳ là nhiều những sản phẩm hay ho, thú vị. Ví dụ như là màn hình pixel dạng 8 bit này, rồi chúng ta sẽ có những cái đèn này, chúng ta sẽ có những cái loa rất là hay ho. Ví dụ như là ngày xưa thì mình cũng đã từng dùng con Divum Macchiato rồi, phải nói rằng là một chiếc loa rất là nhỏ nhắn thú vị. Và nếu các bạn nào mà thích những sản phẩm đến từ thương hiệu Divum thì mình sẽ để link ở phần mô tả video nhé. Còn bây giờ hãy đi sâu và đánh giá chi tiết hơn về những sản phẩm này. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói về cái sản phẩm Divum Palanet 9 này trước. Thì với cái Divum Palanet 9 này ấy, thì mình thấy thiết kế của nó rất là giống một nhân vật trong cái trò chơi Among Us, các bạn thấy không? Đó, phía trên sẽ là dạng như là phi hành gia, các bạn sẽ có cho mình một cái đèn ở đây. Và cái đèn này không chỉ đơn giản là một cái đèn nhá, vì với chiếc đèn này chúng ta có thể tinh chỉnh màu và làm được rất nhiều thứ. Phía trên nữa thì các bạn sẽ có ở đây là một cái đúng công tắc để chúng ta có thể là bật tắt này, để chúng ta có thể thay đổi được rất là nhiều các chế độ đèn khác nhau. Và ở mặt sau thì các bạn vẫn có ở đây là một cái công tắc để có thể thay đổi được độ sáng, để có thể chuyển qua nhiều chế độ, và có một mic cũng như là cổng Type-C để sạc đầu vào cho chiếc đèn này. Và chiếc đèn này ấy, có một cái hay là nó có nhiều cái tư thế để chúng ta có thể dùng. Các bạn có thể là để nó trên bàn như thế này. Đó, các bạn có thể để nó trên bàn làm việc, các bạn có thể để nó ở đầu giường, hoặc các bạn có thể móc nó treo tường cũng được luôn. Tại vì phía sau chiếc đèn Divum này thì sẽ có một cái phần móc để chúng ta có thể là treo nó vào tường một cách cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Và với chiếc đèn Divum này ấy, thì cái hoàn thiện của nó thì sẽ từ chất liệu là nhựa bóng nhé. Hiện tại thì mình đang có ở đây là cái phiên bản màu đỏ. Mình không biết là với chiếc đèn Divum Palanet 9 này thì nó có những cái phiên bản màu sắc khác hay không. Nếu có thì thực sự đây là một chiếc đèn cực kỳ là thú vị cho các bạn. Và ngoài ra thì ở phía dưới các bạn sẽ có ở đây là cái phần đế cao su này để trên mặt bàn một cách chắc chắn hơn. Bên trái sẽ là logo của Divum được mạ màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bật lên và cũng như là trải nghiệm thêm cho các bạn về chiếc đèn này nhé. Về chiếc đèn Divum Palanet 9 này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đèn với 1,6 triệu màu. Nó có 5 mức sáng khác nhau, từ đậm cho đến là nhạt, tương đương với nhiệt độ màu từ 1600K cho đến là 6500K. Nên là cái dải màu của nó rất là rộng các bạn ạ. Và ngoài ra thì với chiếc đèn Divum Palanet 9 này thì nó có thể thay đổi được rất là nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Chúng ta có thể setup chiếc đèn này ở ngay trên app của Divum, hoặc là chúng ta có thể là xoay cái núm ở phía trên thì ngay lập tức chiếc đèn của chúng ta đã đổi màu rồi. Và các bạn có thể ứng dụng chiếc đèn này cho nhiều cái tình huống, làm decor video giống như mình chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể dùng nó để làm đèn ngủ, đèn phòng, hoặc là một chiếc đèn trang trí trong nhà chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là với chiếc đèn Divum Palanet 9 này nó rất là thú vị. Hoặc là các bạn có thể dùng nó làm đèn trạng thái, ví dụ như buổi sáng các bạn sẽ để những cái màu sắc nó sáng sủa, nó năng động, buổi chiều thì các bạn sẽ để những cái màu sắc nó vàng vàng, nó nghệ nghệ hơn chẳng hạn. Hoặc là chúng ta muốn nghe nhạc mà có một tí đèn led nó ánh lên sập sình thì với chiếc đèn này nó cũng có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Tại vì ngay trên app chúng ta có thể bật chế độ là nhảy theo nhạc luôn các bạn ạ. Thực sự phải nói rằng là đây là một chiếc đèn rất là thú vị. Ngoài ra thì với chiếc đèn này thời lượng pin của nó cũng rất là ấn tượng nhé, khi nó sẽ được trang bị viên pin đó chính là 2500 mAh và có thể sử dụng liên tục lên đến là 24 giờ mới cần phải sạc các bạn ạ. Đó, nên là tránh được cái việc là chúng ta cắm sạc liên tục, và mỗi ngày nếu các bạn bật tầm 4-5 tiếng thì cũng phải dùng tới tầm là 4-5 ngày mới cần sạc lại chiếc đèn này. Đó, đối với cá nhân mình thì mình mới sạc có một lần từ khi nhận cách đây khoảng tầm 1 tuần rồi. Nói chung là mình cũng hay dùng, mình để trên bàn làm decor. Và với chiếc đèn Divum này thì cái việc bật tắt nó cũng cực kỳ là đơn giản. Nếu các bạn để nó ở xa hoặc các bạn treo tường nó, các bạn không muốn lại gần bật tắt hoặc các bạn quá lười đi, giống như mình đi, thì mình sẽ... Thì ngay lập tức chiếc đèn Divum của mình nó đã tự động tắt rồi. Và mình chỉ việc vỗ tay một cái thì ngay lập tức chiếc đèn Divum của mình nó sẽ sáng lại. Đấy, cực kỳ hay. Rồi, đó là về chiếc đèn Divum Palanet
9. Ok, tiếp theo thì mình sẽ đến với một sản phẩm khác, đó là Divung Piso Max. Và với cái sản phẩm Piso Max này thì mình thấy rằng là nó ngon lành hơn, nó xịn sò hơn so với Palanet một xíu, vì nó có khả năng hiển thị được hình ảnh, nó có được nhiều tính năng hay ho hơn. Cái tính năng đầu tiên ấy, đây là một cái màn hình có độ phân giải là 32 pixel nhân 32 pixel, thế nên là nó có khả năng hiển thị được rất là nhiều các hình ảnh, rất là nhiều được cái animation khác nhau. Ngoài ra ấy, thì với chiếc màn hình này, đây vẫn là một chiếc màn hình màu và nó vẫn có khả năng hiển thị được tất cả những nội dung. Đó, các bạn thấy không, những cái màu sắc như màu hồng, màu xanh, tất cả mọi thứ đều có thể hiển thị được một cách ngon lành. Và với cái màn hình này thì nó hoàn thiện từ chất liệu khá là cao cấp. Phía trước các bạn sẽ có cho mình một cái màn hình hiển thị của nó được bọc mica này. Chúng ta có thể nhìn thấy được những cái đèn led bên trong một cách dễ dàng. Phần khung của nó thì được làm từ chất liệu là nhựa mờ. Ở phía sau thì các bạn sẽ có những cái khe nhỏ nhỏ ở đây để thoát nhiệt cho cái màn hình pixel ở phía trước. Phía sau nữa các bạn sẽ có logo Divung. Ở đây các bạn sẽ có QR code để có thể là quét và tải app. Các bạn sẽ có nguồn điện ở ngay bên dưới, và khi các bạn mua sản phẩm này, chúng ta sẽ được tặng kèm theo dây cáp và cũng như là những cái phụ kiện đi kèm, bao gồm hai cái phần hít để chúng ta có thể hít vào cái phần tấm kính chắn gió của xe ô tô nhé. Chúng ta có thể ứng dụng nó là một cái tín hiệu khi mà chúng ta đi trên đường chẳng hạn. Và phía sau nữa thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái chân đế ở đây, các bạn có thể cắm vào và chúng ta có thể dựng nó lên bàn để có thể trang trí, decor, vân vân. Và với cái đèn này thì chúng ta vẫn có cái lô ốc nhỏ ở phía dưới để nếu các bạn mà không muốn gắn nó vào chân đế, không muốn hít thì chúng ta có thể là cố định nó bằng con ốc ở ngay bên dưới, chúng ta treo tường hay là chúng ta có những ứng dụng khác chẳng hạn. Ok, quay trở lại với chủ đề chính là chiếc màn hình này. Thì với cái màn hình này nó làm được gì? Như các bạn đã biết ấy, trên đời này đã có rất là nhiều màn hình có độ phân giải rất cao rồi, như kiểu Full HD, 2K, 4K, thậm chí là 8K chẳng hạn. Nhưng mà với những cái màn hình đấy thì nó không thể làm được điều mà cái màn hình này đang làm. Nó sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn khác về hình ảnh, các bạn thấy không? Nhìn nó cute và dễ thương thực sự luôn. Chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng animation, chúng ta có thể là thêm nó trực tiếp trên app của Divung. Các bạn có thể sử dụng cái màn hình này giống như là một cái màn hình tín hiệu bằng cách là thay thế những cái icon như là trái phải hoặc là biểu tượng cảnh báo chẳng hạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể hiển thị được thời gian trực tiếp trên cái màn hình này và các bạn có thể ứng dụng nó là một chiếc đồng hồ để bàn. Ngoài ra nhé, với chiếc Divung Piso Max này thì nó còn có những chế độ khác hay hơn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có chế độ chơi game chẳng hạn. Các bạn có thể là chơi game trực tiếp trên cái màn hình này với những trò chơi ví dụ như là xúc xắc này. Chúng ta sẽ có những trò chơi ví dụ như là bắn xe tăng này, và nó sẽ đưa chúng ta quay trở lại tuổi thơ với những cái trò chơi mà trên những chiếc máy chơi game nút hồi xưa mà mình mua với giá 20-30 nghìn đó các bạn. Đó, ngoài ra thì nó còn có những trò như là rắn săn mồi này, rồi chúng ta sẽ có những trò như là đua xe, chúng ta sẽ có những cái trò như là bắn xe tăng, phải nói rằng là cực kỳ hay ho. Và chưa dừng lại ở đó nhé, với chiếc màn hình này thì chúng ta có thể là tự thiết kế những cái hình động khác nhau, ví dụ như là các bạn có thể là .. design cái hình theo ý thích của mình, hoặc là các bạn có thể là áp dụng một hình ảnh bất kỳ lên cái màn hình này một cách cực kỳ là hay ho. Hoặc là chúng ta mà nếu mà muốn tạo ra những cái hình ảnh trình chiếu của riêng mình ấy, thì các bạn có thể là lên bộ sưu tập của Divung, các bạn sẽ thêm nó vào những cái mục tùy chỉnh ở phía trong, sau đó các bạn sẽ đồng bộ nó lên thì ngay lập tức những cái hình ảnh đó nó sẽ được phát liên tục ở trên cái màn hình của chúng ta. Và với cái màn hình này thì mình thấy khi mà chúng ta làm decor góc làm việc này nọ thì nó cực kỳ là hay ho và thú vị luôn các bạn ạ. Thêm một cái nữa nhá, với chiếc đèn này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái việc là có thể mix nhạc. Chúng ta ngay vào cái phần là trình phối nhạc này. Ở đây các bạn có thể là phối được rất là nhiều các loại nhạc cụ khác nhau, và trên cái màn hình thì nó sẽ hiển thị giống như kiểu chúng ta đang chơi DJ ở ngoài vũ trường vậy. Phải nói rằng là đây là một trong những thứ rất là sáng tạo và cực kỳ thú vị trên chiếc đèn Divung này. Và đương nhiên là với chiếc Piso Max này thì nó vẫn có tính năng như là chúng ta có thể là vỗ tay, hay nếu các bạn không vỗ tay thì có thể là búng tay, thì ngay lập tức nó cũng có thể là bật tắt từ xa được nhá. Ngoài ra với chiếc màn hình Divung Piso Max này thì nó còn có rất là nhiều cách sử dụng khác nhau, các bạn có thể mua về để vọc nhá. Nói về phần pin thì con này sẽ có viên pin là 5000 mAh và chúng ta có thời gian sử dụng liên tục khoảng tầm là 10 giờ. Nói chung đây cũng là một khoảng thời gian sử dụng rất là trâu các bạn ạ. Còn nếu các bạn muốn kết nối nó làm decor để bàn hoặc là sử dụng liên tục thì các bạn có thể cắm điện trực tiếp cho nó, cũng không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Ok, và như vậy trong video này thì mình đã cùng tất cả mọi người review về hai sản phẩm đèn Divung Palanet 9 cũng như là Divung Piso Max. Thì mình thấy rằng là với hai sản phẩm này thì đây là hai sản phẩm cực kỳ sáng tạo. Nó có thể bố trí được vào những không gian làm việc, nó có thể bố trí làm đèn ngủ, hay là hiển thị những hình ảnh quảng cáo, chạy chữ, hoặc là chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ với cái đèn như là Piso Max mình đã có ở đây. Vậy thì các bạn nghĩ sao về hai chiếc đèn Divung Palanet 9
cũng như là Đi Vương Pixelmark. Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Và đường link mua hàng của hai sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả video cho các bạn. Nghe bảo là đợt 10 tháng 10 này trên Shopee thì hai sản phẩm này sẽ có một cái mức giá cực kỳ là hợp lý cho anh em. Rồi, nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.